Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định những cái thông số khai thác cho hệ thống nhiên liệu khi chúng ta chuyển sang sử dụng một cái loại nhiên liệu khác bằng cái đồ thị độ nhớt và nhiệt độ của nhiên liệu. Kể từ đầu năm 2020 thì Macron yêu cầu đối với tất cả các tàu biển không trang bị hệ thống rửa khí thải thì đều phải chuyển qua sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 0,5%. Đối với loại nhiên liệu này, mỗi lần chúng ta nhận nhiên liệu thì nó sẽ có những cái đặc tính khác nhau. Do vậy, việc các bạn nắm được cách xác định những cái thông số khai thác cần thiết đối với hệ thống nhiên liệu của chúng ta thật sự cần thiết. Trên cái đồ thị độ nhớt và nhiệt độ của nhiên liệu, chúng ta thấy cái dải màu xanh ở đây ứng với cái độ nhớt là từ 16 đến 24, thì đó là cái giới hạn khai thác khuyến cáo của nhà sản xuất động cơ. Khi chúng ta khai thác động cơ thì chúng ta cố gắng duy trì cho cái độ nhớt của nhiên liệu trước khi vào máy chính nằm trong dải từ 16 đến 24 cm. Rồi cái đường màu xanh này nó kéo dài tới giá trị là 135 độ C, thì cái này là cái đường nhiệt độ tối đa cho phép trên hệ thống nhiên liệu để đảm bảo rằng các chi tiết trên hệ thống nhiên liệu của chúng ta không bị quá nhiệt, đặc biệt là những cái vòng làm kín ở trên hệ thống. Khi nhiệt độ quá cao thì những cái vòng làm kín này nó sẽ bị giảm tuổi thọ. Tiếp theo là những cái đường chéo, thì những cái đường chéo này sẽ đặc trưng cho những cái đặc tính về độ nhớt của từng loại nhiên liệu khác nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta có nhiên liệu độ nhớt là 380 cm ở nhiệt độ 50 độ C và đường 180 cm ở 50 độ C, và cho nhiên liệu nhẹ thì chúng ta có ba đường ở đây. Thì câu hỏi đặt ra của chúng ta là khi chúng ta nhận được cái nhiên liệu có cái đặc tính về độ nhớt nó không thuộc vào cái đường nào ở trong những cái đường có trong biểu đồ này, thì làm sao chúng ta xác định được các thông số khai thác hợp lý cho hệ thống nhiên liệu của chúng ta? Trên cái biểu đồ đặc tính về độ nhớt và nhiệt độ thì chúng ta nhìn thấy hai đường màu đỏ. Cái đường màu đỏ thứ nhất là cái đường màu đỏ để chúng ta xác định được cái nhiệt độ cần cài đặt cho cái máy lọc nhiên liệu. Cái đường màu đỏ thứ hai ở đây là đường phía trên, là cái đường mà chúng ta có thể xác định được nhiệt độ chúng ta cài đặt cho cái két chứa nhiên liệu. Các bạn nhìn trên biểu đồ, các bạn thấy một cái đường bằng chấm nét đứt màu xanh ở đây. Thì cái đường này dùng để gợi ý cho chúng ta là tương ứng với giá trị độ nhớt của loại nhiên liệu của chúng ta nó khác. Thì các bạn có thể di chuyển cái đường đặc tính này song song với các đường đặc tính còn lại để chúng ta xác định được cái thông số cần thiết cho hệ thống nhiên liệu khi chúng ta sử dụng. Thì cái giá trị độ nhớt của nhiên liệu chúng ta sẽ sử dụng thì chúng ta sẽ được cung cấp trong cái bảng thông tin về nhiên liệu chúng ta nhận trước lúc bơm cờ. Cái giá trị chúng ta nhận được đây chỉ là cái giá trị tương đối, nó chưa thực sự chuẩn xác. Thì cái giá trị độ nhớt chính xác nhất là khi chúng ta nhận kết quả từ phòng thí nghiệm lab. Khi chúng ta nhận được kết quả về độ nhớt từ phòng thí nghiệm thì chúng ta sẽ xác định được cái điểm đặc tính của nhiên liệu. Mình ví dụ kết quả từ phòng thí nghiệm là nhiên liệu của chúng ta có độ nhớt 35 cm ở 40 độ C, thì các bạn bắt đầu gióng từ trên cột độ nhớt. Các bạn xác định giá trị 35 là ở giữa 30 và 40 đây. Các bạn kẻ một đường thẳng chạy qua. Sau đó, từ cột 40 độ C bên phần nhiệt độ, các bạn gióng thẳng lên. Thì từ hai đường thẳng này, các bạn sẽ tìm ra được cái điểm mà cái đồ thị đặc tính của nhiên liệu bắt buộc phải đi qua, đó là điểm màu xanh. Tiếp theo là các bạn sẽ kẻ một đường đồ thị đặc tính về độ nhớt của nhiên liệu mới của chúng ta là một đường thẳng song song, là một đường thẳng song song với các đường đặc tính nhiên liệu còn lại, và nó sẽ phải đi qua cái điểm mà chúng ta vừa xác định xong. Thì mình mới vẽ ra được cái đường đặc tính của cái nhiên liệu mới có giá trị độ nhớt là 35 cm ở 40 độ C. Tiếp theo đó, mình sẽ tiến hành xác định các cái giá trị khai thác cho cái loại nhiên liệu này, cho hệ thống nhiên liệu phục vụ, cũng như là nhiệt độ cài đặt trên máy lọc và nhiệt độ cần thiết phải hâm nóng nhiên liệu ở trong két bơm cờ. Thì các bạn gióng theo đường đặc tính của nhiên liệu mới để xác định được cái giá trị nhiệt độ của nhiên liệu trước khi vào máy chính. Chúng ta sẽ gióng theo cái đường đặc tính của cái nhiên liệu có độ nhớt 35 cm ở 40 độ này. Thì cái dải nhiệt độ của nhiên liệu trước khi vào máy chính sẽ được tính
là cái giá trị của đường đặc tính nằm trong dải màu xanh. Các bạn sẽ vẽ xuống được đây. Các bạn sẽ có kết quả được là dải nhiệt độ của nhiên liệu vào máy chính để đáp ứng được cái giá trị độ nhớt khuyến cáo của nhà sản xuất là từ khoảng 50 tới 64, 65 độ. Đó là cách xác định cái nhiệt độ của nhiên liệu trước khi vào máy chính. Tiếp theo, để xác định được cái giá trị nhiệt độ cài đặt ở trên máy lọc thì chúng ta cũng đi theo cái đường đặc tính màu xanh. Và khi nó cắt với đường nhiệt độ cho quá trình lọc ở đây, mình sẽ có được cái đường này. Thì ứng với cái kết quả này, chúng ta nên cài đặt cái giá trị nhiệt độ trên máy lọc là vào khoảng 67, 68 độ C. Thì cái giá trị nhiệt độ cài đặt này của chúng ta cũng chỉ gọi là giá trị tương đối, thì nó còn phụ thuộc vào cái tỉ trọng của nhiên liệu chúng ta nữa. Tiếp theo, mình sẽ phải xác định cái giá trị của nhiệt độ cần thiết cho các két chứa. Thì các bạn cũng gióng theo cái đường đặc tính của cái loại nhiên liệu này. Khi nào nó cắt cái đường màu đỏ phía trên, đó là cái đường nhiệt độ tối thiểu yêu cầu cho các két chứa, thì chúng ta sẽ thấy nó cắt ở đây. Thì gióng xuống chúng ta sẽ được khoảng nhiệt độ là vào khoảng 19 độ. Thì cái giá trị nhiệt độ cần được cài đặt cho các két chứa của chúng ta ở đây, nó còn phụ thuộc thêm vào cái giá trị nhiệt độ điểm đông, hay còn gọi là pour point của nhiên liệu yêu cầu đối với nhiệt độ cho các két chứa của chúng ta phải là đạt tối thiểu 10 độ cao hơn so với giá trị pour point mà phòng thí nghiệm gửi về. Thì đó là cách xác định các cái thông số cho hệ thống nhiên liệu của chúng ta khi chúng ta chuyển sang sử dụng một cái loại nhiên liệu mới. Tùy theo chất lượng của nhiên liệu mà những cái giá trị này có thể thay đổi, dao động xung quanh cái giá trị mình vừa xác định được.